Ung thư tuyến giáp là căn bệnh phổ biến đang có xu hướng gia tăng, tuy nhiên đây cũng là bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao. Ung thư tuyến giáp là một bệnh tiên lượng rất tốt, thời gian phát triển chậm. Theo một cái nghiên cứu họ làm rất công phu thì trên gần 6.000 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú thì cái tỷ lệ trên 90% là bệnh nhân sống được trên 20 năm. Và cũng xin nhấn mạnh rằng là đây là trên 20 năm chứ không phải là chỉ được 20 năm. Trước đây ấy, thì bệnh nhân thường hay đến ở giai đoạn muộn thì họ tự thấy, sờ thấy khối u vùng cổ hoặc là sờ thấy hạch hoặc là khối u chèn ép xâm lấn gây khó thở, gây khó nuốt. Bệnh nhân ung thư tuyến giáp chỉ áp dụng chế độ ăn đặc biệt khi mà có chỉ định điều trị thuốc phóng xạ. Nhiều bệnh nhân ăn kiêng quá và không đủ sức khỏe và cái miễn dịch của cơ thể nó đi xuống thì làm cho bệnh càng nặng hơn. Trang bị các kiến thức phòng và chữa ung thư tuyến giáp là cần thiết. Mời quý vị đón xem Khỏe để sống vui phát sóng vào 18:30 Chủ nhật ngày 27 tháng 11 trên kênh Star TV VTVK 12.